Quang Minh xin kính chào toàn thể quý vị. Quang Minh đang đứng ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 15 thuộc xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Từ đây chạy về ngay cái trung tâm xã An Nhân Tây chỉ có 800m thôi, gần ngay ngã tư đường tỉnh lộ 7 với tỉnh lộ 15 các anh chị. Quang Minh làm cái video này để chào các anh chị mình một lô đất ha, mặt tiền tỉnh lộ 15. Đây lô đất thực tế hình ảnh của cái lô đất này các anh chị. Từ ngay cái mí của cái căn nhà này nè, ngay trục điện này nè, qua bên tay trái là 9m. Dài xuống là 45m nha các anh chị, ngang 9 dài 45, full thổ cư ha. Thổ cư còn được công nhận là 283m trên tổng diện tích là 401m. Tổng diện tích của lô đất này là 401. Bây giờ Quang Minh mời các anh chị mình xem, Quang Minh quay cái cuốn sổ đất và test quy hoạch báo cái giá cho các anh chị mình luôn. Còn mình quay cái cuốn sổ đất đây nha các anh chị. Thửa đất số 60 tờ bản đồ số 2. Địa chỉ xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích là 401,9m. Hình thức sử dụng riêng. Đất ở tại nông thôn là 283,3. Còn lại là đất trồng cây lâu năm 118,6. Bản vẽ hiện trạng đây. Mặt tiền đường tỉnh lộ 15 nè. Tỉnh lộ 15 ngang là 9 ha. Này 5m, 6 với 7 là 5m, từ 7 với 8 là 4m nữa là 9m, phía sau cũng 9m luôn. Dài là ở đây 38 nè, 38m rưỡi, dưới đây 5m 79 nữa, hơn 44m nha các anh chị, dài hơn 44m. Đất ONT nè, full thổ cư rồi nha các anh chị. Cái phần 110 mấy mét là nằm trong lộ giới nè. Lộ giới đường này là 40m ha. Bây giờ Quang Minh sẽ test quy hoạch luôn. Xã An Nhân Tây. Tờ số 2. Thửa đất số 60. Mình tìm luôn rồi. Đây thửa đất 60 của mình đây. Đất ONT nè các anh chị. Rồi Quang Minh copy cái thửa đất này ha. Bây giờ vào cái ranh mình xem coi nó cái hiệu số bao nhiêu, xong mình vào cái chi tiết 1/2000 nha các anh chị. Vào cái ranh. Đây. Thửa đất của mình đây. Quy hoạch chi tiết khu dân cư An Nhân Tây khu 2. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất ký hiệu số 37. 37. Và 637 khu 2 An Nhân Tây. Bắt vô. Đây các anh chị. Đó. Mình cho các anh chị mình xem cái ký hiệu cái màu này là đất gì ha. Màu vàng. Màu vàng mà sọc xuống. Này cũng vàng vàng sọc xuống mà thưa hơn, cái này dày hơn, ký hiệu nó dày hơn. Đây là các anh chị đất ở hiện hữu xen cài xây dựng mới. Còn cái thưa hơn là đất ở xây dựng mới nha các anh chị. Của mình là dân cư hiện hữu sang cài xây dựng mới. Còn mình đo cái nó cách tỉnh lộ 7 là mình cho cả nhà mình xem cách tỉnh lộ 7 bao nhiêu. Cách tỉnh lộ 7 831m nha các anh chị, ngay ngã tư tỉnh lộ 7 với tỉnh lộ 15 á. Cách ngay trung tâm xã An Nhân Tây 831m.
Cái hướng của lô đất này là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam nha các anh chị. Giá bán lô đất này là 3 tỷ 6 còn thương lượng ha, 3 tỷ 6 còn thương lượng. Trên tổng diện tích là 401 m, ngang 9 dài 45, có 283 m đất thổ cư rồi. Ngoài cái lô đất này, Quang Minh còn một cái kho ở mặt tiền tỉnh lộ 15 luôn nha các anh chị. Cái kho là ngang 7 dài 60 ha, hiện tại đang cho thuê, có thu nhập ổn định ha. 7 dài 60, tổng diện tích là 427 m, có 300 m đất thổ cư rồi. Cũng mặt tiền đường tỉnh lộ 15, mà địa phận là thuộc xã Phú Mỹ Hưng. Khu dân cư cũng khá đông đúc nha các anh chị, mặt tiền tỉnh lộ 15 này. Quang Minh thông tin thêm là các anh chị mình ai có nhu cầu mua cái kho để mình làm kho chứa hàng sản xuất gì thì mua cái kho, còn không mua cái này. Nó hai cái nào nó cũng giá tiền nó cũng gần trên nhau, không có bao nhiêu. Cái kho là 3 tỷ 3 các anh chị. Cái kho đó 3 tỷ 3 ha, ngang 7 dài 60. Có 300 mét đất thổ cư, mặt tiền tỉnh lộ 15. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị đã quan tâm theo dõi video của Quang Minh. Trước khi kết thúc video, Quang Minh xin chúc cho toàn thể quý vị có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Các anh chị mình đang xem video, nếu ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và ấn vào cái hình quả chuông thông báo để cập nhật và theo dõi những video mới từ kênh Bất Động Sản Quang Minh nha các anh chị. Quang Minh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những video tiếp theo.